Xin chào bác, em quay bác một số cây cảnh rất là đẹp, cây xanh và cây si. Đây, cây này thì nó vừa bị khô, đâm là lá nó hơi khô một mất một ít. Đây, cây này thì tốt rồi. Cây si. Các bác nhìn bộ rễ có thấy không ạ? Nhìn bộ rễ rất là thích. Cây này thì mới bị cắt những cái cành cao đi. Đó. Mỗi cây cây một dáng khác nhau. Đây cây này rất là đẹp này. Rất là đẹp. View cũng rất là đẹp các bác, view nhìn ở bờ hồ rất là đẹp. Đó. Đây ở xa này có một cây to đùng. Đó, các bác thấy không ạ? To như cái nhà luôn. Rất là to. Cây si và cây xanh ạ. Đây cây xanh. Ok, các bác thấy đẹp mà, rất là đẹp. Đây, cây này rất là hầm hố. Đó. Đô, ok, xin chào bác.